quý vị và các bạn, là một trong những hoạt động chính của Liên hoan hát then đàn tính các dân tộc Tày Nùng Thái toàn quốc lần thứ 6 năm 2018 và công bố quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Sáng ngày 13 tháng 5, tại quảng trường 26 tháng 3 đã diễn ra chương trình Liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính. Liên hoan lần này có sự tham gia của hơn 500 nghệ nhân, diễn viên đến từ 14 tỉnh, thành phố trong cả nước còn lưu giữ nghệ thuật hát then đàn tính. Những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tày Nùng Thái đã được tái hiện qua các màn biểu diễn nghệ thuật độc đáo. Hàng trăm nghệ nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật hát then và những giai điệu đàn tính đã đưa người xem đắm chìm trong một không gian văn hóa đậm đà bản sắc vùng cao. Liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính là một trong các hoạt động bảo tồn phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật của các dân tộc, là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, ca sĩ của các tỉnh gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu loại hình nghệ thuật quý báu và những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của mỗi địa phương. Đồng thời cũng là dịp để tôn vinh, giới thiệu quảng bá hát then đàn tính đến với công chúng trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ liên hoan hát then đàn tính lần thứ 6 nhằm mang đến cho du khách và người dân địa phương những thông tin đầy đủ và sâu sắc về di sản hát then đàn tính, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm đã được tổ chức như triển lãm với chủ đề Di sản văn hóa then, trưng bày các hiện vật, sản phẩm, hình ảnh giới thiệu nghệ nhân hát then, hình ảnh những nghệ nhân tiêu biểu, các loại nhạc cụ, trang phục dùng cho hát then của các địa phương.